là cái cục sạc đấy không phải là cứ mua về cắm phát là dùng được, mà nó còn phải là cốt đinh lại ở bên trong cái cục sạc, cái adapter chuyển sạc ấy, nó là phải cốt đinh lại của cái đấy nữa mới có thể sử dụng được. Mọi người sẽ cần phải tính toán kỹ đấy. May là bây giờ mới chỉ đặt xe chưa nhận được xe ngay đâu, thế nên nếu như mà có quay xe thì vẫn còn quay được. Xin chào mọi người. Ôi, lâu lắm rồi mới có một video chém xe. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì nhỉ? Wuling Bingo. Wuling Bingo, ok. Bingo. Đây sẽ là mẫu xe thứ hai của Wuling có mặt tại Việt Nam, và lần này thì nó khác hẳn, nó không phải là một cái xe nhỏ bé luồn lách đi vào ngõ, mà nó sẽ là một mẫu xe ở phân khúc hạng A. Tuy nhiên thì cũng phải làm rõ một chút nhỉ. Có 4 phiên bản đấy, nhưng mà thực ra là sẽ chỉ có bán 2 phiên bản trước mắt thôi. Đó là phiên bản 333 km và phiên bản 410 km, tức là hai phiên bản giữa. Đúng rồi, trong khi phiên bản 203 và phiên bản SUV thì thực chất là gọi là thăm dò thị trường thôi. Nếu mà có nhu cầu thật sự thì họ sẽ mở bán vào quý 1 năm sau. Tuy nhiên thì nếu mà chỉ có thế thì video này nó cũng sẽ thật sự là nhạt nhẽo. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói về những điểm mà thực ra là chưa đề cập đến. Thứ nhất chắc có lẽ là về cái quãng đường đi nhờ, 333 và 410 đấy, nhưng mà thực chất thì nó sẽ là như nào? Bên trong cái spec sheet các thứ của họ công bố thì do họ không nói rõ, nhưng mà cái quãng đường mà họ công bố là theo chuẩn là CLTC, thì đây là một chuẩn theo của Trung Quốc họ đặt ra. Còn hầu hết xe điện, giống như kiểu xe điện ở Việt Nam hoặc là nhiều xe điện trên thế giới, họ sử dụng chuẩn là WLTP. Thì nếu mà quy đổi thì phải trừ hao đi. Vâng, trừ hao đi cũng tương đối. Giả sử như bản 333 km mà quy đổi ra chuẩn WLTP thì sẽ là còn khoảng 270 km. 270. Trong khi bản 410 sẽ giảm xuống còn khoảng 337 km. Ủa, 337. Đấy là điều kiện lý tưởng đấy. Thế là tương đối nhiều đấy, đang nghe từ 400 mấy nghe có vẻ sung sướng, nhưng mà xuống còn 300 mấy là một con số có thể gọi là tương đương cả VinFast VF5 nhỉ? Dạ vâng. Mặc dù là VinFast VF5 công bố thế nhưng mà thực ra nó còn đi được nhiều hơn. Đúng rồi. Nghe nói có người chạy, có người có thể chạy được đến khoảng 390 km một giờ sạc luôn đấy. Ok, thế thì có thể nói là về cái quãng đường của Bingo với cả VF5 thì nó sẽ khá là sát nhau. Mặc dù gọi là bản K410 đấy. Vâng. Đấy là yếu tố đầu tiên, và yếu tố thứ hai phải đề cập đó chính là về cổng sạc. Mặc dù xe được trang bị hai cổng sạc AC và DC để sạc nhanh, nhưng thực tế là đây là chuẩn mang tên là GPT. Đây là chuẩn cổng sạc của các hãng xe Trung Quốc sử dụng, cũng như thị trường Trung Quốc sử dụng. Nội địa đúng rồi, nội địa của họ. Thành ra là khi về đây thì ra ngoài, giả sử như kiểu về sau có sử dụng trạm sạc công cộng là mấy cái cổng sạc CCS2 là cũng không dùng được luôn, không thể dùng được. Đấy, thế nên là các sale của Wuling thì cứ nói luyến thoáng lên là yên tâm là có thể sạc nhanh được, xong rồi tặng thêm cái bộ sạc nhanh nếu như mà ai cọc trước, đúng không? Dạ vâng. Nhưng thực ra thì không có dùng được. Đúng rồi. Đấy, thì đây là nghĩa là họ dùng cho hoàn toàn là cổng sạc mà họ cung cấp, đúng là chuẩn GPT. Nên là về Việt Nam sẽ hơi bất cập. Thì thực ra thì cái này thì ví dụ như bây giờ VinFast đã có đoàn xe đi sang Tây Tạng, thì họ đi sang Trung Quốc, họ có một cái cổng chuyển là cổng chuyển từ CCS2 sang cổng GPT, nhưng mà lại có hai cái bất cập mà khi mà em gặp họ em hỏi được. Thứ nhất là cái cổng sạc đấy không phải là cứ mua về cắm phát là dùng được, mà nó còn phải là cốt đinh lại ở bên trong cái cổng sạc. Cái adapter chuyển sạc ấy, nó là phải cốt đinh lại của cái đấy nữa mới có thể sử dụng được, là từ CCS2 sang GPT. Và yếu tố thứ hai là ở Việt Nam cũng không hề sẵn, bởi vì cũng không có dùng xe nào dùng. Đúng rồi. Và còn một yếu tố nữa đấy là giá cũng không hề rẻ. Là đợt đấy em hỏi thì các anh ý có chia sẻ là giá khoảng 30 triệu là ít nhất. 30 triệu mà nếu như ở Việt Nam là còn phải cốt đinh lại thì không biết là liệu vấn đề nó có lên nữa không, nhưng mà nói chung là nghe chừng có vẻ khá khó để có thể sạc nhanh được. Nghe Bingo không hề dễ, nó cũng hơi khá phức tạp. Em biết đâu thì giả sử như khi mà doanh số tự dưng cao, tự dưng lại có sinh ra thêm một cái dịch vụ nữa Thì có thể lúc ấy cái chi phí nó reduce xuống đi, chưa biết được. Nhưng mà trước mắt thì những người nào mua đầu thì có vẻ cũng hơi nhức đầu đấy. Cái này là mọi người sẽ cần phải tính toán kỹ đấy. May là bây giờ mới chỉ đặt xe, chưa nhận được xe ngay đâu. Thế nên nếu như mà có quay xe thì vẫn còn quay được. Rồi ok, nhưng mà nói đi nói lại nhá, thì thực ra cái vấn đề mà bây giờ sẽ chỉ là cắm tại nhà, nó sẽ là sạc chậm ấy. Thì thực ra về anh nghĩ rằng nó cũng sẽ có tệp khách hàng của nó đấy. Dạ. Giống như là với chiếc Wuling Mini EV, mặc dù có thể nói đây là một gọi là gì, thất bại thì nó nghe nó hơi quá. Chưa thành công. Chưa thành công với cả kỳ vọng của hãng. Nhưng mà thực tế thì cũng có một lượng người dùng nhất định, hoặc là thậm chí là còn có cả hãng taxi xe điện Wuling mà. Đúng rồi. có ở miền Trung. Đúng rồi. Thế thì mình sẽ lại đề cập lại vấn đề đấy là xe này thì nó sẽ phù hợp với tệp khách hàng như thế nào. Thế thì theo em thì nó sẽ phù hợp với những ai? Em nghĩ rằng là mẫu xe này sẽ phù hợp với những tệp khách hàng có lẽ là ở ngoại thành. Đúng rồi. Ở các tỉnh nhỏ. Anh cũng nghĩ là như vậy. Bởi vì ví dụ như là mình ở ngoài Bắc này nhá, thì mình ở Hà Nội này, nhưng mà mình chỉ cần đi sang Đông Anh thôi, gọi là ngoại thành một chút thôi, thì mọi thứ gọi là ai cũng nhà to rồi đất rộng các thứ, thì thực ra vấn đề mà cho xe vào nhà để sạc thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Ra ngay ngoài thành thì nhiều nhà nó cũng đã rất là thoải mái, có sân rộng các thứ để xe rồi. Rồi là Bắc Ninh, rồi mình đi sang những cái tỉnh lớn thì việc đi xe nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thì mình nghĩ rằng là xe Wuling Bingo thì nó sẽ phù hợp với cái tệp khách hàng như thế. Dạ vâng. Với lại có một cái câu chuyện là thực ra là từ chính chia sẻ của hãng thôi, thì họ mang cái mẫu xe này về, nhưng mà thực ra là cái kỳ vọng của họ sẽ không còn lớn như cái đợt mà Wuling Mini EV. Đúng rồi. Và mẫu xe này thì nó sẽ gọi là gì, để cứu đại lý. Vâng, ở các đại lý ở tỉnh. Các đại lý ở tỉnh. Vì họ cho rằng là vì những khách hàng mà mua xe ở tỉnh ấy, thường thì họ sẽ kiểu thôi thì họ mua cái xe nó cũng là một cái tài sản rất là lớn, họ sẽ cố gắng mua một cái xe mà để sử dụng lâu dài, nó to một chút. Thì bây giờ với Wuling Mini EV thì nó sẽ hơi nhỏ, kiểu sử dụng trong thời gian rất ngắn, nên họ sẽ cố lên một chút, thì kiểu mấy Bingo chẳng hạn đó, nó to hơn vì nó dù gì cũng là xe hạng A. Với lại thì thực ra là cái Wuling Mini EV thì nó là một cái xe nhỏ gọn để mình gọi là luồn lách khi mà mình đi trong phố tắc đường, đúng không? Nhưng mà bản thân là khi mà đi ra ngoài tỉnh thì đường xá nó đã rất là rộng rồi, không cần thiết phải một cái xe nhỏ để mà phải đi luồn lách cả. Nên là họ sẽ có tâm lý là mua một cái xe nó to hơn, sử dụng được nó đa mục đích hơn. Và thực tế thì với chiếc Bingo thì ở trong mọi thứ nó cũng ok nhỉ. Cũng ok mà, hợp lý mà. Ghế da với các thứ sờ ổn, nó chung bản 333 hoặc là bản 410 thì màn hình các thứ cũng rất là đầy đặn, phanh tay điện tử. Đúng rồi. Cốp rất rộng, cốp rất rộng. Thì đấy cũng sẽ là một thứ để mọi người có thể tham khảo. Nhưng mà tất nhiên thì cái vấn đề sạc, cái sạc của nó là 3,3 kg nhỉ. Vâng. Nhưng mà thực ra thì mình còn phải tính xem là cái nguồn điện nó vào được xe là bao nhiêu nữa. Đúng rồi. Thì thông thường nó sẽ chỉ tầm 2 kg rưỡi. Dạ vâng. Thì thực ra thì theo chia sẻ của hãng thì với bản 333 km thì thời gian sạc sẽ là khoảng 9 tiếng. Còn bản 410 thì là họ công bố là khoảng 12 tiếng. Đấy là về sạc kiểu bình thường ấy. Đúng rồi. Thì thực ra thì quãng thời gian nó cũng khá là lớn. Nhưng mà quan điểm của em ấy, thực ra thì xe điện nó cũng không giống như điện thoại lắm đâu. Nghĩa là mọi người họ đâu có phải ai cũng sử dụng đến mức là 0% rồi mà cắm sạc đâu. Kiểu có thể hôm nay đi về nhà mình đỗ ở trong sân, ví dụ đấy, như câu chuyện là để xe trong nhà đúng không? Bây giờ về nhà có chỗ sân thì cắm thôi. Thì sau cần thì đi. Tất nhiên là bây giờ bảo đi xa, kiểu hôm nay ở đi chơi xuyên Việt chẳng hạn, thì ok, nó công nhận là bất tiện. Nhưng mà với mẫu xe như kiểu điện như thế, em nghĩ họ cũng chỉ muốn là kiểu đi loanh quanh, di chuyển trong phố nhẹ nhàng thôi. Với lại vẫn lại là một yếu tố tiên quyết thì xe điện ở Việt Nam nó nên là chiếc xe thứ hai. Nhưng không phải là chúng ta all in vào một cái xe điện. Đúng rồi. Hoặc all in có thể là một cái mẫu xe mà nó có thể phổ biến hơn ở nhiều cái khía cạnh khác nhau, chứ cũng không nên là nó bị hẹp lại như kiểu chiếc Wuling Bingo. Ok. Thế thì chắc là còn ý cuối cùng thôi. Thì với VinFast người ta cứ bảo là so sánh VF3, nhưng mà thực ra thì nó nên là VF5. Nhưng mà một cái nữa thì Bingo thì có cái khoảng sáng gầm nó nhỏ, thấp hơn, nó không cao như là VF5. Đúng rồi. Thực ra thì với trong tờ spec sheet của Wuling họ ghi là khoảng sáng gầm là 160mm. Thì đúng là có thấp hơn so với VF5 rồi. Đúng rồi. Nhưng mà Nhưng mà liệu nó có đe dọa được VF5 không theo em? Nó vẫn khó. Từ cơ hội của Wuling Bingo nó cũng vẫn là khó, nhưng mà em cảm giác với những gì mà như anh em đã ngồi ở đại lý đấy thì em cảm giác nó có một chút tươi sáng hơn so với Mini EV. Đúng rồi. Theo anh thì anh nghĩ rằng là tất nhiên nó sẽ chưa đe dọa được ngay VF5, nhưng nó cũng sẽ khiến cho hãng xe Việt Nam cần phải có những chính sách mới để thôi thúc lại. Bởi vì rõ ràng là nếu mà chỉ nói là về ngoại hình thôi nhá, thì thực ra là Bingo cũng ok mà. Không, em cảm giác trông nó cũng trông đồ chơi ở trong rất là nhiều, trông nhiều, nói chung là trông phong phú, trông bản thân cái tắp đi cửa anh em sờ cũng toàn là da, kể cả bản 333, nghĩa là hai cái phiên bản đấy nó không chênh lệch nhau quá nhiều về option đâu, nên là cũng khá là bất ngờ. Có 70 triệu. Vâng. Nhưng mà phải, tất nhiên một lần nữa chúng ta đề cập là với VF5 thì được cái là chậm sạc. Chậm sạc thì đấy là một lợi thế rất lớn. Nhưng mà cũng một lần nữa thì chúng ta đã chia sẻ với nhau từ ban nãy, đấy là nó sẽ phù hợp với những người mà ở tỉnh, ở ngoại thành. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà mình ở trong phố mà mình đi xe đấy thì đúng thật là nó hơi bất tiện đấy. Dạ vâng. Hơi bất tiện. Ok, thì vừa rồi cũng sẽ là một video anh em mình chia sẻ về Wuling Bingo, những điểm mà chưa được đề cập đến. Dạ vâng. Mọi người có thể là tham khảo kỹ hơn trước khi mà quyết định là có súng tiền mua xe hay không. Dạ vâng. Đấy thì mọi người nghĩ sao thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn nếu mà các bạn nào có mua Wuling Bingo hãy comment ở phía bên dưới để biết đâu có thể chúng sẽ gặp nhau. Ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye.